Thưa quý vị, dù sự việc đã xảy ra 2 ngày, nhưng người nhà nạn nhân vẫn túc trực xung quanh cầu, chờ mong những thông tin người thân và hy vọng có những phép màu. Chị Đinh Thị Hương đã túc trực 2 ngày nay tại khu vực cầu Phong Châu. Tuy nhà ở gần đó, nhưng chưa một phút nào chị rời khỏi khu vực xảy ra sập cầu, chờ mong từng thông tin của lực lượng cứu hộ cứu nạn. Cháu ruột chị, một sinh viên sinh năm 2005, là một trong những nạn nhân chưa được tìm thấy. Mùng 7 là đã tính vào rồi, nhưng mà tại vì mưa lũ nên là cháu hoãn lại. Hôm qua là cháu bảo là muốn xuống dưới Việt Trì, xuống phòng trọ của dì là em ấy, để chơi 1-2 hôm xong rồi đi về Đà Nẵng luôn. Nhưng mà vừa xuống đây là cháu lại gặp nạn luôn. Bây giờ chỉ mong phép màu sớm tìm được cháu để đưa cháu về. Đau xót, khóc thương, rồi lại hy vọng, chờ đợi. Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi người thân thiết, ruột thịt? Nỗi đau ấy ngày càng nhân lên cấp bội khi chưa tìm thấy thi thể của người thân. Giờ đang chờ tin tức của em chị xem là như nào, bắt em lên rồi. Còn bây giờ tất cả các ban ngành, các lãnh đạo đây thì thực sự họ rất là nhiệt tình với công tác đấy. Nhưng mà bây giờ do cái ảnh hưởng của thời tiết, lũ này là bây giờ vẫn chưa có chiến kiểm tra, cũng đang triển khai dần. Nhân là lái xe ô tô đó. Chạy cho công ty, đi đến đấy thì sập, công ty định vị là đúng ở người nhà mình rồi. Trong những lúc khó khăn, hoạn nạn, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam một lần nữa lại được thể hiện. Những suất cơm được bà con nơi đây chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cho người nhà nạn nhân trong lúc chờ đợi tìm kiếm. Hiện nay địa phương cũng bố trí nhân lực hỗ trợ cho những người ở xa. Chúng tôi cũng đã tạo điều kiện để họ trước hết là được chăm sóc y tế, vì họ cũng đã rất là mệt mỏi. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã bố trí cái chỗ ăn ở cho họ để họ có thể là ổn định về mặt tinh thần, sức khỏe để tiếp tục các cái công việc tiếp theo. Hiện nước đang chảy xiết nên việc tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều khó khăn.